tiếng nó khá hẳn lên. Hello, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với DPP Vlog và hôm nay mình sẽ làm một cái mà hôm qua ngồi nhìn thấy một bạn đi xe máy và thấy tiếng nổ sướng quá. Hôm nay mình sẽ làm một cái là đổ một cái mô xe máy. Đấy, đây. Đây là xe máy. Con rim nhá. Đấy, thấy chưa? Con này thì cực xấu rồi. Đấy. Và hôm nay mình sẽ đổ cái mô này. Ok. Đấy, mình sẽ đổ cái mô này xem này. Đây. Yeah. Đấy, làm cái bô này để nổ tiếng kêu giòn tan như xe kiểu phân khối lớn xem thế nào. Ok, và let's go. Bây giờ mình sẽ thử nổ cái tiếng xe của cái này trước đã nhá, để xem cái tiếng nổ nó như thế nào. Và bây giờ đây, mình sẽ nổ trước xem kêu thế nào. Tiếng kêu bèm 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 đấy. Ok đấy, và bây giờ mình sẽ thử độ xem là cái bô này nó kêu thế nào, khác đâu nha các bạn, nhớ so sánh nghe đấy. Ok, để độ được cái đô xe bô xe máy này mình chuẩn bị một cái lon này đấy, lon Coca Cola cho các bạn xem, cái dây sắt này đấy. Và bây giờ mình sẽ quấn cái lon Coca Cola này. Đấy. Sau đó mình sẽ có cái lon này là mình sẽ dí vào đây, các bạn chú ý đấy. Yeah. Vậy là mình sẽ cần cái đoạn dài dài hơn một tí. Sau đó mình sẽ quấn vào đây. Ok, như vậy là mình đã thiết kế xong cái bô xe máy bằng cách độ rồi. Bây giờ các bạn quan sát này đấy. Ok, và bây giờ mình sẽ thử nổ xem là tiếng kêu nó như thế nào nhá. Đây. Thật là tuyệt vời các bạn ạ, đấy, rất hay. Và nếu các bạn thấy video hay, hãy like, share và comment, và đặc biệt là ủng hộ cho DPM Vlog để làm những video hay hơn, tuyệt vời hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.